Xin chào quý vị các bạn đến với video tiếp theo của Tân Phát. Trên bàn của mình đang có một chiếc máy in đến từ thương hiệu Godex, đó là RT730. Thì trong quá trình sử dụng để in tem, in mã vạch, không thể tránh khỏi chúng ta gặp những cái trường hợp mà máy in nó không hiểu khổ giấy và chúng ta sẽ in lệch, cũng như là in bị nghiêng, bị chéo, dẫn đến tình trạng máy in báo lỗi và không thể in được nữa. Vậy làm sao để cho máy in nó hiểu được chúng ta đang lắp kích thước khổ giấy là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến trình tự động đọc khổ giấy của máy in, hay trong ngôn ngữ kỹ thuật ấy thì chúng ta sẽ gọi là calip. Calip giấy tức là để cho máy hiểu được khổ giấy của chúng ta đang có kích thước bao nhiêu để máy có thể chạy đúng, để chúng ta tránh cái tình trạng bị in lệch, in sai. Như ở đây chúng ta quan sát thấy rằng cái mép xé giấy của chúng ta ở đây này, cái mép đầu tiên của chúng ta ở đây, nó đang không đúng với cái mép xé giấy thực tế của một con tem ở trên cái bản in của chúng ta. Vậy làm sao để máy in có thể hiểu được? Thì với những cái dòng máy in trên thị trường ấy thì chúng ta phải thao tác khá là nhiều, từ 2 đến 3 nút, và phải mất khoảng 10 đến 15 giây chúng ta mới có thể vào chế độ calip giấy cho máy in được. Nhưng riêng về Godex ấy, thực sự ở dòng RT730 này mình thấy nó có một cái điểm rất là lợi, đó là Godex đã thiết kế riêng cho ta một nút bấm dành riêng cho chế độ calip, mà chúng ta chỉ việc bấm nút đấy thôi, chúng ta chỉ việc bấm giữ trong khoảng 3 giây máy in sẽ tự động calip. Đó là một cái nút màu nâu khá là nhỏ, thực sự thì mình nói nó khá là nhỏ, nếu các bạn không để ý các bạn có thể bỏ qua cái nút này và các bạn không biết đâu. Vị trí ở ngay cạnh cái chân cắm nguồn của chúng ta này, đây chân cắm nguồn của chúng ta đây, thì cái nút màu nâu khá là nhỏ ở phía đằng sau này, đây sẽ là nút calip giấy các bạn nhé. Các bạn chỉ việc bấm giữ nó trong vòng 3 giây, máy in sẽ đẩy giấy ra. Đây, mình sẽ thao tác thực tế này. Mình bấm giữ này. Đó, các bạn thấy không? Máy bắt đầu đẩy giấy ra này. Đó. Ok. Các bạn có thể quan sát thấy chính xác ở vị trí xé giấy luôn. Đây là cái thao tác calip giấy mình phải nói là thực sự rất là dễ dàng trong quá trình chúng ta sử dụng máy in. Và gần như cái nút này nó chỉ có độc quyền trên dòng Godex RT730, cũng như là đời cao hơn, đó là 730i thì mới có chức năng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tân Phát. Nếu thấy hay vui lòng để lại cho mình một like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.